Xin chào các bạn và các bạn đang theo dõi channel của Chinta Mobile. Hôm nay thì mình sẽ làm một cái món đó chính là cái điều hồng chiên. Nhưng mà nếu như các bạn ở nhà thì ăn chiên hoài thì sẽ ngán. Nhưng mà với cái bếp điện từ này thì các bạn có thể lựa chọn với các chế độ nấu khác nhau. Nào là chế độ hấp nè, chế độ hầm, chế độ chiên, chế độ xào. Và thậm chí là mình còn có thêm tính năng đó là lựa chọn thêm chế độ khác nữa. Và đây, với cái bếp này, ở đây các bạn sẽ có tới hai cái phần phím nút để chúng ta có thể tùy chỉnh và lựa chọn chế độ khác nhau. Đây là một cái phiên bản mới của bếp điện từ đến từ nhà Zuhua. Nếu như mà các bạn đã xem những cái video clip trước của mình đó, thì mình đã từng review bếp điện từ của nhà Zuhua rồi. Và cái này nó khác một cái là các bạn có thể lựa chọn được các cái chế độ thời gian và mức nhiệt cũng không hề thay đổi mọi người, và nó có tới 99 cấp độ nhiệt khác nhau để chúng ta có thể lựa chọn và thay đổi. Và với cái chế bếp điện từ này, khi mà không có nồi ở trên thì nó sẽ tự động thông báo và nhận được diện rằng là nó sẽ không trực tiếp nấu nữa, và nó sẽ cho mọi người một cái tiếng thông báo biết như thế này. Và với chế bếp điện từ này thì mọi người có để ý không, thiết kế của nó sẽ được gói gọn thêm cái phần ron ở bên ngoài, nó sẽ hạn chế được cái tình trạng là trong cái quá trình nấu á, nồi của bạn á, nó sẽ bị chạy như thế này nè. Đó, nó sẽ được cản lại và giữ cho nồi của mình nó luôn luôn ở trong vị trí tiếp nhiệt. Rồi, thêm vào đó nữa, và với cái chiếc bếp điện từ này thì các bạn có thể hẹn giờ được, và mức độ hẹn giờ maximum lên đến là 4 giờ đồng hồ. Rồi, công suất của cái chiếc bếp điện từ này thì nó là 2100W, công suất cực kỳ cao nên là các bạn có thể tiết kiệm được thời gian. Rồi, mình sẽ lấy cái nồi này ra và thêm với mọi người thêm một cái tính năng của cái mặt bếp nữa. Với những cái chiếc nồi trước đây thì các bạn cảm thấy rằng là cái mặt bếp điện từ của nó trông có vẻ rất là khó lau chùi, nhưng mà cái mặt bếp này á, các bạn sẽ thấy được rằng là nó rất là dễ lau chùi và nó không có bị bám dính kỹ. Rồi, nếu như mà các bạn không đặt vị trí nồi lên trên mặt bếp thì nó sẽ không tắt nhiệt, và trong trường hợp các bạn không có hạn chế, nó sẽ cảm nhận được rằng là cái lượng nước của nồi hay cái món ăn bạn nấu nó đã quá khô và nó cạn thì nó sẽ tự động tắt. Đây cũng là một cái tính năng an toàn với những cái thiết bị thông minh, những cái đồ điện tử thông minh giúp bảo vệ cho người dùng khi mà chúng ta sử dụng, hay là chúng ta có quên đi chăng nữa thì nó cũng sẽ hạn chế được cái tình trạng cháy nổ. Rồi, mình sẽ bỏ nó lên bếp tiếp. Đây. Các bạn không cần phải mở lại cái thao tác nấu, nó sẽ tự động ghi nhớ và nhận được cái thông tin là đã có cái nồi ở trên này, thì nó sẽ quay trở về với cái thao tác làm việc cũ của nó. Rồi, ở đây mọi người có thể thấy là phía bên này nó sẽ cho mọi người cái thông tin là menu, và để lựa chọn menu khác nhau thì chúng ta chỉ cần chạm cảm ứng như thế này. Nó sẽ hiển thị lên các chế độ như là soup nè, deep fry chiên sâu, hấp, stir fry. Đó, các bạn có thể lựa chọn với các cái chế độ như thế này. Thì mình sẽ lựa chọn là chiên cá, mình sẽ lựa chọn cái chế độ này. Rồi, xong. Khi mà lựa chọn chế độ này thì nếu như mà các bạn đang tùy chỉnh, đang lựa chọn đầu tiên thì mình muốn cho lửa nhỏ để nó không bị văng, thì các bạn chỉ cần xoay như thế này thôi. Nó sẽ gia giảm các mức nhiệt từ 1 cho đến là 99. Đó. Đây, mình sẽ cho lửa lớn luôn, tại vì cá nãy giờ mình đã chiên khá là lâu rồi. Ok, còn phía bên này vị trí timer thì các bạn có thể hẹn giờ được, và mức hẹn giờ maximum lên đến là 4 giờ. Chỉ cần gia giảm bằng cách xoay này thôi. Và ở trên này thì nó cũng sẽ hiển thị lên cho mọi người cái chương trình nấu, thời gian hẹn giờ. Rồi, mình sẽ cho nó khoảng chừng 9 phút. Ok. Rồi, nó sẽ ghi nhớ cho mình. Và khi mà nó hết thời gian 9 phút thì nó sẽ báo tin 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 và nhắc cho mọi người ngưng cái thao tác đó. Còn nếu như mọi người không làm thì nó cũng sẽ tự động cắt nhiệt để đảm bảo được cái an toàn cho người dùng. Một cái chiếc bếp điện từ mà các bạn có thể lựa chọn với các chức năng khác nhau và còn có thể hẹn giờ thêm nữa, và giá bán chưa tới 1 triệu đồng. Nếu như mà các bạn đang cần tìm mua một cái chiếc bếp điện từ thông minh thì mình đề xuất cho các bạn một cái phiên bản mới nhất này nha. Đường link của sản phẩm thì mình có đính kèm ở bên dưới, còn không thì các bạn có thể đến trải nghiệm trực tiếp tại các cửa hàng của Chinta Mobile với hai địa chỉ là 147-149 Nguyễn Tri Phương quận 5 và địa chỉ thứ hai là 128-130 Hậu Giang quận 6 để có thể trải nghiệm trực tiếp sản phẩm này. Cảm ơn các bạn đã cùng đồng hành với mình trong hết video vừa rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.